chất miệng chất chất miệng chất chất miệng chất rô đời cả thân mọc đón hai ao mong ôn ơi nom khỉ mọc phớ bòn rô đời cả thân mọc đón hai ao mong ôn ơi nom khỉ mọc phớ bòn bọn cá thân là phùm dương đời lược đom cơn đom lai ngày sang sna bọn cá thân là phùm dương đời lược đom cơn đom lai ngày sang sna bọn cá thân là phùm dương sang kỳ khỉ lớn đôi chân ở trên dạ em chào cô chú anh chị nghe, nay đang ở quận Môn có thơ nay chia sẻ một số hình ảnh để dân y Fatima tại đây cho quý chị cùng xem ngay. Hiện tại ở đây tập trung hai đám, hai chủ đám nha quý chị, một tí là dân diễu hành vào chùa, đó là chùa Sơn Quan quận Môn có thơ nghe. Hiện trước mặt chúng ta là có hai chủ đám này tập trung đây, rồi một tí di chuyển vào chùa nha. Đây em tiếp cận quay cho chị cùng xem không khí lễ hội dân mông tại đây cho chú chị xem nha. Đây là những hình ảnh rất là đẹp tại lễ hội dân mông năm nay tại chùa Sơn Quan quận Môn nha. Để ra phía trước ghi hình cho chị cùng xem nha. Nhảy lên Phúc ơi. Đây là những ai đồ cậu trăng. Rất là vui nha các chú anh chị. Đây là những cô cầm bông chuẩn bị chút là diễu hành vào chùa nha. Là hình ảnh rất là đẹp. Đây có một ông cháu nhảy rất là sung đây, quá là vui à cô chú chị ơi. Thank you.
phía trước là đoàn chàng đang dẫn chủ đám di chuyển và tập trung đây tí di chuyển vào chùa Sơn Hoa quận Ô Môn anh chú xuống chị. Đây là sư đang xếp sắp đoàn chuẩn bị di chuyển nha. Đây trước mắt màn hình có ba chủ đám nha, có ba băng rôn rồi có ba chủ đám nha, đang chuẩn bị di chuyển vào chùa chú thị. Bữa nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2024 nha, tại chùa Sơn Hoa có tổ chức lễ dân y Katina. Chùa Sơn Hoa nằm ở quận Ô Môn, Phố Cần Thơ nha chú chị. Đây vào trong ghi hình một số hình ảnh rất là đẹp trong đây. Di chuyển phía sau á, đang đi phía sau coi khâu chuẩn bị chút di chuyển nha. Đây là sư đang sắp xếp đội hình ha, chế di chuyển vào chỗ nha. Thank you.
Đây chào má Na. Hôm nay lẽ cái này Cà Thanh có vui không? Vui quá, vui. Dạ. Dạ. Má Na đang bên Bình Bông nghe chứ chị. Đang chuẩn bị tí vào di chuyển vào chùa nghe. Đây sư sắp xếp là hình chuẩn bị di chuyển vào chùa nghe chú chị. Đang có một chủ đám đang di chuyển vào đây nha chú chị, đang phía bên kia từ xa xa di chuyển vào nha. Chủ đám này lại tập trung xong thì đổ à sẽ di chuyển vào chùa ngay chú chị. Đây trước màn hình chủ đám đang di chuyển. Đây. Rất đông nghe chú chị. Rồi sẽ là tập trung ở phía bên đây xong rồi di chuyển vào chùa nghe. Hiện tại đang tập trung đây đầy đủ hết á. Đây mọi người đang tập trung trong đây khá là đông nghe chú chị. Đây sư đang xếp đội hình chuẩn bị di chuyển vào chùa nha. Đây là chàng đang di chuyển nha, đang chào hỏi nhau. Đây cũng là đoàn chàng ở tới đấy từ chùa Sơn Quang quận một nha. À, em xin chia sẻ cả nhà, hiện tại đoàn tập trung đầy đủ nha, bắt đầu chuẩn bị di chuyển vào chùa nha. Trước khi vào chùa sư sắp xếp đội hình á, cái phần ở đây là đường lộ lớn cho chú chị đi hai hàng cho an toàn nha. Rồi bắt đầu di chuyển vào chùa nha, còn chặn lan chặn đường nha. Đây còn chặn lan di chuyển vào chùa nha. Sau đó các đoàn sẽ di chuyển vào chùa. Thank you.
khá là đông nghe chú chị. Cái mặt những cô gái rất là xinh đẹp cầm bông đi nghe. Còn phía sau đoàn chở Âm Ly và chở Sư á. Hey, rồi anh à. Còn khá là dài không chú chị? Rồi đang di chuyển ngoài chùa cái gì, hiện tại chùa Xuân Hoa đang tổ chức lễ dân y nghe chị. Chùa Xuân Hoa ở Tàu Lạc, phường Châu Quân Liên, quận Long Biên, có thơ nghe. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.